Vâng, em Triều sáng tôi Mỹ Đình xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị và bạn quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng ngày hôm nay. Thì em Triều xin phép được lên sóng với sản phẩm xe mới về để cho quý anh chị và bạn có thể cùng tham khảo và cùng lựa chọn. Thì hiện tại bên cửa hàng em còn đang rất nhiều những mẫu sản phẩm xe, cực kỳ là nhiều xe luôn, đang có mặt và bày bán và đang lấp đầy tất cả những cái chỗ trống ở trong cửa hàng rồi. Và hôm nay thì em có một cái sản phẩm cực kỳ là chất và cũng khá là chuộng người dùng để gửi cho quý anh chị và bạn. Vâng, và chiếc xe ngày hôm nay em muốn anh điên hôm nay em muốn giới thiệu cho quý anh chị và bạn, đó là một chiếc Hyundai Santa Fe. Hiện tại bên cửa hàng em vừa về một chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2017, xe là bản hai cầu máy xăng bản full, màu đen một trụ từ mới và đăng ký tên nhân biển thành phố. Với dòng Hyundai Santa Fe, một chiếc xe cực kỳ đa dụng và cái tầm giá lăn bánh ở thời điểm năm đó là khoảng trên tỷ 2, và thời điểm này loanh quanh chưa đến 800 triệu. Thì em xin mời quý anh chị và bạn cùng em đi vào phần chi tiết của chiếc xe này để cho mọi người cũng có thể tham khảo về chất lượng xe đấy, cũng như là mọi thông số chi tiết. Vâng, với một cái mẫu xe máy xăng hai cầu bạn cao cấp nhất đấy, xe lăn bánh được mỗi năm có hơn 1 vạn thôi, xe rất là mới nhá. Đây, đèn pha này, mặt ca lăng được mạ chrome cao cấp nhá. Với chiếc xe này thì thời điểm đó đã có được đèn pha là đèn bi xe lông này, dựa đèn này, đấy. Rồi là một cái la răng 19 inch. Và chủ xe này đi thì cực kỳ là giữ gìn nhá, cũng rất ít để những cái việc xước xác về phần la răng. Và nội thất của chiếc xe này thì chủ xe giữ gìn cực kỳ luôn. Đây, em sẽ cho mọi người xem về những cái phần táp ly này. Đấy. Và cực kỳ là nhiều công nghệ để cho mọi người có thể tham khảo. Ghế chỉnh điện này, kính gương điều chỉnh auto, hai vị trí nhớ ghế. Bên trong này thì có gì? Ba chế độ lái, hỗ trợ độ đèo, cân bằng điện tử và khóa vi sai. Vô lăng thì có thêm cả bàn phải rảnh tay, cruise control, ga tự động. Đèn pha và gạt mưa được chỉnh auto nhá. Tiếp tục bên trong này em sẽ giới thiệu cho mọi người luôn này. Có sấy ghế, có điều hòa auto hai vùng độc lập, có màn hình. Đấy. Phanh tay điện tử và auto hold. Em mời mọi người đi với em về cái phần chất lượng sau 5 năm sử dụng của cái bộ nội thất này nhá. Đây, em sẽ cho mọi người xem cực kỳ là kỹ càng luôn này. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Quá nhiều những công nghệ đúng không? Santa Fe nó gọi là gần như là con cưng của bên Hyundai ấy. Nó thiết kế rồi đem lại cho người dùng rất nhiều những tiện lợi. Xe đi thì cảm giác lái ok, và chất lượng xe khung vỏ thì chắc chắn, cách âm chống ồn tương đối là tốt nhé. Có cả rèm chắn sau cho mọi người này. Đấy, rất là tiện lợi nhé. Santa Fe 2017 nó là gọi là flagship của nhà sản xuất Hyundai luôn. Đấy, một cái tâm điểm mà cũng được cực kỳ người ưa chuộng với cái form dáng như này. Đấy nhá, form dáng rất là bền dáng. Đấy. Và chưa đến thời điểm này nó chưa bị lỗi mốt, chưa bị lỗi thời. Phía đằng sau thì có những cái như là trang bị thêm một cốp điện, rồi là những cái phần như cảm biến lùi quanh xe, những cái đấy là chắc chắn là có và đầy đủ cho quý anh chị rồi. Đấy. Cực kỳ an toàn, tiết kiệm và tiện lợi. Khoang thứ ba cũng có cửa gió nhé. Đấy, có cửa gió này. Hiện tại em đang quay ở trong cái khung cảnh ở trong salon thì nó đang cái ánh sáng nó sẽ không được tốt bằng ngoài trời, quý anh chị thông cảm vì hôm nay trời đang mưa. Tiếp đến này, cả bên ngoài bên trong cũng như là tất cả những cái phần em muốn giới thiệu cho quý anh chị em sẽ quay hết ở đây. Đấy nhá, ghế rất là đẹp. Một là chủ xe đi giữ, hai là cái chất lượng nội thất của Santa Fe nó bền. Đấy, táp lô này, ghế này mọi người này, rất là căng, không nhầu, sờ vào da cực kỳ lì, cực kỳ lì luôn. Rồi em sẽ cho mọi người xem qua một phần nữa là phần máy của xe, một trong cái bộ phận và cái chỗ phần mà chúng ta tương đối là quan tâm khi mà đi xem một chiếc xe cũ đúng không ạ? Đây, em sẽ cho xem mọi người xem máy của xe luôn. Bộ máy này thì bên em đã cho dọn dẹp
Đấy, rửa dọn và sạch tất cả những cái phần bụi rồi thì em sẽ mời những quý anh chị các bạn đi cùng em về những cái phần cơ bản nhất. Cao su chân máy này, mặt máy này, đúng chưa? Đây nhá, mọi người có thể nhìn kỹ hơn này. Cao su chân máy, mặt máy này. Rồi là đầu ống cắt nước này, đầu ống này. Đấy. Tất cả những phần đầu ống ở đây, trong dưới này đều là nguyên bản nhá. Em nghĩ là nếu mà bác nào mà biết về xe như em quay những chi tiết thế thôi là các bác đã có thể là cảm nhận được chiếc xe như nào rồi đúng không ạ? Cabo này, keo chỉ zin nhá. Bên cửa hàng em Triều thì bán hàng thì luôn cam kết sản phẩm nó là chất lượng, nó là chuẩn chỉ cho quý anh chị các bạn có thể là có những cái sự tham khảo và những sự lựa chọn một cái sản phẩm tốt và có cam kết bảo hành bao quay đầu của cho quý anh chị các bạn tự tin mua bán sản phẩm bên em. Và hiện tại với giá xe của chiếc Hyundai Santa Fe này là bản xăng hai cầu full chưa đến 800 triệu đồng thì quý anh chị nghĩ sao? Hãy cùng đưa ra cho em những cái đánh giá, những cái ý kiến hoặc cũng như là sự lựa chọn. Và nếu mà quý anh chị nào mà muốn xem xe thực tế thì có thể là liên hệ với em Triều qua số điện thoại ở em ghi ở góc màn hình hoặc đến với địa chỉ cửa hàng tại số 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe ở đấy nhá. Vâng, và Facebook em là Nguyễn Mạnh Triều. Hãy có thể là quý anh chị vào đấy có thể tham khảo xe cũng như là tất cả những cái thông tin em đã để hết trên đó rồi nhá quý anh chị nhá. Vâng, em xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Em xin chào mọi người ạ.